Xin chào quý thính giả đang nghe audio Tiểu Phong. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh, tác giả Khả Ninh. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin cảm ơn. Chương 2910, ta tại tiếc hận y phục của hắn. Đạo đạo tinh quang rơi xuống, phẳng phất mang theo vạn quân lực lượng rơi xuống, oanh kích bên trong, phát sinh to lớn bạo tạc, thanh âm đinh tai nhức óc, làm cho người nghe ngóng mà biến sắc. Cái này, Lam Kỳ tiên quân không có sao chứ? Một chút người nhẫn không được lo lắng, Lam Kỳ thân là phó thành chủ, có không ít người đi theo hắn, Lam Kỳ ăn thiệt thòi, đối với những người này tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiêu Y lần này công kích thanh thế to lớn, uy lực kinh người, không ít người lo lắng Lam Kỳ có thể hay không ăn thiệt thòi. Yên tâm, có người đối Lam Kỳ lòng tin 10 phần, tiên quân dù sao cũng là tiên quân, làm sao lại có việc. Các nàng liên thủ cũng vô dụng, các nàng không phải tiên quân, không có khả năng đối Lam Kỳ tiên quân tạo thành tổn thương. Đúng vậy a, nhìn xem mặc dù rất đáng sợ, nhưng tuyệt đối không làm gì được Lam Kỳ tiên quân. Quản Vọng thì sắc mặt có mấy phần ngưng trọng, thấp giọng nói, Lam Kỳ có phiền toái. Tiêu Y một kiếm này, Quản Vọng gặp Lữ Thiếu Khanh xử qua. Sát Chư Kiếm Quyết, danh tự mặc dù rất cái gì, trên thực tế, uy lực cường đại. Mà lại tựa hồ đối với tiên nhân có thiên nhiên khắc chế, Lam Kỳ là tiên quân, Quản Vọng không cảm thấy Lam Kỳ có thể lông tóc không tổn hao gì. Bạch Nột một mực chú ý bên này, nghe được Quản Vọng, nhịn không được nói. Quản huynh, ngươi nói Lam Kỳ sẽ có phiền phức. Chưa chắc a. Bạch Nột đối Lam Kỳ có lòng tin. Dù sao cùng là tiên quân, đối tiên quân đều không có lòng tin, chính mình còn làm cái gì tiên quân. Quản Vọng lắc đầu, không nói thêm gì, ra hiệu Bạch Nột xem tiếp đi. Bạo tạc chậm rãi tiêu tán, Lam Kỳ thân ảnh xuất hiện. Đám người nhìn thấy về sau, nhịn không được thấp giọng kinh hô. Cái này, làm sao có thể? Không, không thể nào. Lam Kỳ tiên quân thụ thương rồi. A, cái này. Lam Kỳ dáng vẻ lộ ra 10 phần chật vật, quần áo rách dưới không nói, phía trên còn dính trên vết máu. Xem xét liền biết rõ tại vừa rồi trong công kích ăn phải cái lỗ vốn. Để đám người khiếp sợ. Bạch Nột cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Lam Kỳ là tiên quân, Tiêu Y chỉ là thiên tiên, thấp một cảnh giới. Liền xem như liên thủ, thế mà tại trong khoảng thời gian ngắn liền cho Lam Kỳ tạo thành tổn thương. Có như thế không hợp thói thường. Lữ Thiếu Khanh thấy rất là ưu thương, lắc đầu, ai? Quản Vọng nghe được Lữ Thiếu Khanh thở dài, hỏi, thế nào, ngươi cảm thấy còn chưa đủ? Tiểu tử, quay qua điểm A. Bạch Nột nghe được âm thầm gật đầu, Lam Kỳ ăn phải cái lỗ vốn, mặc dù không phải thiệt thòi lớn, nhưng Tiêu Y làm đến bước này đã rất đáng gờm. Có thể nói, ở đây không có mấy người có thể tại Tiêu Y cảnh giới này làm đến bước này. Làm người, nên biết đủ. Ngươi thế mà còn không vừa lòng. Người sư huynh này cũng không tránh khỏi quá nghiêm khắc lệ hà khắc a. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, cái gì quá phận? Quản Vọng khẽ nói, ngươi là muốn nói Tiêu Y nha đầu làm được còn chưa đủ tốt a? Không có a, Lữ Thiếu Khanh thành thật trả lời, nàng làm được còn không tệ. Quản Vọng hoài nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi thở dài cái gì? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng thêm ưu thương, ta là tại tiếc hận. Quản Vọng càng thêm kỳ quái, ngươi đừng nói cho ta, ngươi tại tiếc hận Lam Kỳ. Không có, Lữ Thiếu Khanh cảm thán, ta chỉ là tại tiếc hận y phục của hắn. Ngươi nhìn, y phục của hắn nát. Ai, ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đánh nhau trước hết nhất gặp nạn chính là quần áo, ta hiện tại cũng không có bao nhiêu bộ y phục có thể đổi. Quản Vọng quay đầu đi, không muốn để ý tới cái này ghê tởm hỗn đản Đồng Hương. Bạch Nột cũng là sắc mặt đỏ lên, nàng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, miệng có chút nâng lên, rất muốn phun phun một cái Lữ Thiếu Khanh. Ở nơi đó thở dài. Còn tưởng rằng ngươi có cái gì? Kết quả ngươi nói ngươi bởi vì cái này. Bạch Nột đột nhiên minh bạch vì cái gì Lam Kỳ, đối Lữ Thiếu Khanh các loại không vừa mắt. Quản Vọng trong lòng ân cần thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh một phen về sau, hắn đối bên cạnh nãy giờ không nói gì bá đạo, thành chủ, có thể hay không để bọn hắn dừng tay? Coi như ngang tay đi. Tiểu tử, ngươi cảm thấy như thế nào? Quản Vọng vẫn là nghĩ đến là Lam Kỳ tranh thủ một cái. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ở chỗ này ổn thỏa vị trí số 1, lấy Quản Vọng đối hai người hiểu rõ. Hai người tuyệt đối là đối Tiêu Y có 10 phần lòng tin, không phải sẽ không như thế bình tĩnh. Quản Vọng lo lắng tiếp tục, Lam Kỳ thất bại rất thảm. Tiên quân thua với thiên tiên, nghe liền rất không hợp thói thường. Nhưng trên đường đi, càng không hợp thói thường sự tình Quản Vọng đều gặp, Lam Kỳ bại bởi Tiêu Y cũng không phải không có khả năng. Tiên quân bại bởi một tên thiên tiên, ngày sau Lam Kỳ còn cần đi ra ngoài. Biện pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian kết thúc, dùng bình thủ phương thức kết thúc, như vậy mọi người đều không có trở ngại. Ai, vì đám này đồng liêu, ta cũng là thao nát tâm. Thao đản a, đến thời điểm tiên giới thập đại hảo tâm đồng sự, ta không phải thứ một tên tuyệt đối có tấm màn đen.
Lữ Thiếu Khanh lập tức la hét, ngang tay cũng được, chỉ cần cho ta tiên thạch là được rồi. Quản Vọng tức chết, ngươi cầm tiên thạch làm cha sao? Không phải cha. Lữ Thiếu Khanh chân thành nói, là tổ tông. Ngoạ tào, Quản Vọng kém chút điên rồi. Cùng hỗn đản đồng hương giao lưu thật mẹ nó thống khổ. Bạch Nột lại mở miệng yếu ớt, Quản huynh dựa theo ngươi ý tứ, Lam Kỳ sẽ bại. Lam Kỳ là tiên quân, nào có dễ dàng như vậy bại. Vẫn là câu nói kia, đối tiên quân không có lòng tin, chính mình còn làm cái gì tiên quân. Bạch Nột đã ở trong lòng ngóng trông Lam Kỳ không chịu thua kém điểm. Bại bởi Tiêu Y khó coi, cũng liền mang theo để quang minh thành tiên quân bị người xem thường. Bạch Nột bức thiết hy vọng Lam Kỳ thắng được đến, là quang minh thành người tranh điểm khí. Ngàn vạn không thể để cho Lữ Thiếu Khanh xem thường. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh khuyên nhủ, thành chủ tỷ tỷ, ngươi khuyên hắn một chút đi. Không khuyên giải hắn, ta sợ hắn bị đánh chết. Quản Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi sợ hắn bị đánh chết. Ngươi sẽ sợ cái này. Ngươi cái này ra hỏa, thần vương đều giết, còn tại hồ chỉ là tiên quân, chết trên tay ngươi tiên quân còn tại số ít. Sợ a. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem phía trên, lo lắng nói, hắn chết, ta tiên thạch tìm ai muốn đi. Nương, Quản Vọng muốn giết người. Bạch Nột nhịn không được nói đùa, vậy liền để bọn hắn đánh xuống nhìn xem. Vừa mới nói xong, trên bầu trời Lam Kỳ bộc phát. Chương 2911, có bồi thường tiêu chuẩn sao? A, Lam Kỳ phẫn nộ gầm thét, cả người hắn sắp điên mất. Hắn nói đứng đấy bất động, Tiêu Y các nàng cũng không làm gì được hắn, kết quả thảm tao đánh mặt. Rắn chắc chắc bị thiệt lớn. Hắn một cái tiên quân tại thiên tiên trước mặt ăn phải cái lỗ vốn, một gương mặt mo không có cách nào muốn. Lam Kỳ hai mắt đỏ thẫm, phẫn nộ hắn chỉ có một cái ý nghĩ, muốn đem Tiêu Y các nàng chém thành muôn mảnh, bằng không hắn khẩu khí này phát tiết không đi, gương mặt này dãy không trở lại. Thể nội tiên lực bộc phát, giữa thiên địa quy tắc biến hóa thành hắn muốn lực lượng hướng phía Tiêu Y ba người oanh minh mà đi. Tiêu Y ba người mặc dù ra sức ngăn cản, bất đắc dĩ thực lực chênh lệch quá lớn, cuối cùng nhao nhao thổ huyết, bay ngược. Nhìn thấy Tiêu Y các nàng không cách nào ngăn cản chính mình một chiêu, Lam Kỳ trong lòng hơi dễ chịu một điểm, sắc mặt cũng đẹp mắt một chút. Còn tốt, ta không phải đồ ăn, chỉ là chủ quan thôi. Ở trong lòng như thế an ủi chính một cái. Chính chuẩn bị thừa thắng truy kích giết chết Tiêu Y các nàng thời điểm. Sát chư kiếm quyết. Tiêu Y hét lớn một tiếng, so với hắn vượt lên trước một bước khởi xướng tiến công. Lam Kỳ lập tức lại lửa giận ngút trời. Không có chút nào để hắn vào trong mắt. Làm hắn cái này tiên quân là giả sao? Hắn hận không thể một bàn tay đem Tiêu Y đập nát. Nhưng là... Đỉnh đầu tinh không một vòng trăng sáng từ trên trời rơi xuống, tản ra đáng sợ khí tức, Lam Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vừa rồi Tiêu Y một kiếm để hắn cảm nhận được uy lực, để hắn có một loại bị khắc chế cảm giác. Một chiêu này quá mức đáng sợ, hắn không dám không nhìn, mà lại đại bạch biến trở về bản thể, to lớn hổ chảo mang theo vô song lực lượng rơi xuống, giống như trời sập. Còn có tiểu hắc ngọn lửa màu đen, hai nhỏ công kích đồng dạng để Lam Kỳ áp lực to lớn. Đặc biệt là ngọn lửa màu đen, Lam Kỳ không còn dám dính vào nửa điểm. Chẳng những có thể thiêu đốt thân thể của hắn, thậm chí liền linh hồn của hắn đều có thể thiêu đốt. Nếu như tiểu hắc đủ mạnh, xác định vững chắc có thể đem hắn đốt thành tro, ngay cả cặn cũng không còn. Ầm ầm, ba người công kích hội tụ vào một chỗ, Lam Kỳ cảm nhận được áp lực càng cường đại. Sắc mặt của hắn âm lãnh, lần nữa phất tay. Lực lượng vô hình hóa thành bình chướng, quy tắc biến hóa, để hắn phẳng phất thoát ly cái thời không này. To lớn hổ chảo thất bại, ngọn lửa màu đen xuyên thấu mà qua. Đại bạch tiểu hắc đều đối Lam Kỳ không tạo được tổn thương. Nhưng mà Tiêu Y kiếm quang lại giống có ý thức, không có vào hư không bên trong, sau đó hướng phía Lam Kỳ nhanh chóng tới gần. Phát giác được trong đó uy lực, Lam Kỳ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chính nhìn xem không có cách nào trốn tránh, Lam Kỳ chỉ có thể thân ảnh chớp động, biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, kiếm quang mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt đem Lam Kỳ chỗ địa phương thôn phệ. Xuất hiện ở phía xa Lam Kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi. Đáng chết, những này ra hỏa đến cùng là đến từ chỗ nào? Nhìn xem Tiêu Y, hắn không nói nhảm, vội vàng xuất thủ, lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra. So với đại bạch, tiểu hắc, Tiêu Y mới là để hắn cảm thấy kiêng kỵ tồn tại. Sử dụng ra kiếm chiêu đối với hắn hình thành uy hiếp. Đến cùng là chiêu thức gì? Sát chư kiếm quyết, hắn là tuyệt đối không tin. Hắn thấy, tuyệt đối là Tiêu Y vì nhục nhã hắn mà lấy danh tự. Chết! Lam Kỳ lần nữa xuất thủ, giờ phút này ánh mắt của hắn băng lãnh, tản mát ra sát ý lạnh như băng, phảng phất trở thành trên thế giới thần. Lam Kỳ tay đối Tiêu Y một chỉ. Ầm ầm. Trong nháy mắt không gian Tiêu Y chỗ sụp đổ, Tiêu Y cũng bị bộc phát ra lực lượng thôn phệ. Nhìn xem Tiêu Y biến mất, không rõ sống chết, Lam Kỳ ánh mắt trở nên lạnh, trong lòng thống khoái, lạnh lùng mở miệng, sâu kiến. Giờ phút này,
hắn bỗng nhiên cảm nhận được đọa thần nói sâu kiến cái chủng loại kia tâm tình cao cao tại thượng, thần đồng dạng cảm giác. Loại cảm giác này làm cho người mê muội. Tiêu Y nha đầu không có sao chứ? Quản vọng nhìn xem trong lòng trực nhảy. Tiên quân thực lực vẫn là quá mạnh. Lam Kỳ một khi nghiêm túc, Tiêu Y căn bản không có biện pháp ngăn cản. Quản vọng nhịn không được oán trách Lữ Thiếu Khanh, làm ẩu. Ngươi là không biết rõ tiên quân lợi hại. Vạn nhất Tiêu Y nha đầu bị đánh chết, ngươi làm sao bây giờ? Đánh chết người liền bồi thường a. Lữ Thiếu Khanh uể oải nói. Đúng rồi, các ngươi Quang Minh Thành có bồi thường tiêu chuẩn a. Đánh chết một người, có thể bồi bao nhiêu tiên thạch? Không thể thiếu a, thiếu đi ta và các ngươi không xong. Quản vọng, bạch nột, liền liền bá cũng có loại muốn đánh Lữ Thiếu Khanh xúc động. Sư muội của ngươi tại chiến đấu, sinh tử không biết, ngươi thế mà đang chăm chú cái này, Ân Minh Ngọc nhịn không được nói, hừ, ngươi thật không sợ nàng xảy ra ngoài ý muốn. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Mặc dù bị Tiêu Y đỗi đến huyết áp tăng vọt, nhưng giờ phút này Ân Minh Ngọc nhịn không được đồng tình Tiêu Y, bày ra dạng này sư huynh, cũng coi là không may. Chỉ là tiên quân, không có gì lớn, nhìn xem chính là. Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ là dáng vẻ lười biếng. Bạch Nột cũng không nhịn được, nói như vậy, ngươi cảm thấy sư muội của ngươi sẽ thắng. Cục diện như vậy, Bạch Nột không cho rằng Tiêu Y còn có cái gì phần thắng. Thực lực không bằng Lam Kỳ, nhân số nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mặc dù nói Tiêu Y chiêu thức rất đặc biệt, nhưng là đánh không trúng người kia là một chút hiệu quả đều không có. Nhận thua đi. Bạch Nột đối Lữ Thiếu Khanh nói, dạng này là phương thức tốt nhất. Bại bởi tiên quân không mất mặt. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, còn không có kết thúc đây, nhìn xem liền chính là. Theo Lữ Thiếu Khanh dứt lời dưới, Tiêu Y từ đằng xa xuất hiện. Nàng đã bị thương, trạng thái rất là hỏng bét. Ngươi cái này ghê tởm ra hỏa, Tiêu Y mắng, có gan ngươi cũng đừng tránh. Ăn ta một chiêu. Thiên thạch đại triệu hoán thuật. Tại tiên giới đánh tới tiên hỏa cầu thuật so với hạ giới thời điểm, càng lớn, uy thế càng thêm mênh mông cuồn cuộn. Giống như một cái mặt trời rơi xuống, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Lam Kỳ cũng là như thế, hắn cảm giác được tê cả da đầu. Như thế lớn hỏa cầu nện xuống đến, chính mình không chết cũng sẽ lột một tầng da a. Lam Kỳ muốn tránh, nhưng là như thế lớn hỏa cầu đã sớm đem hắn khóa chặt, Lam Kỳ chỉ có thể cắn răng, chuẩn bị ngăn cản. Ầm ầm, đại hỏa cầu rơi xuống đồng thời. Tiêu Y hô to một tiếng, sát chư kiếm quyết, chiêu thứ ba. Chương 2912, lặp lại chiêu cũ. Sát chư kiếm quyết, Tiêu Y thanh âm để không ít người căng thẳng trong lòng. Vừa rồi chiêu thứ nhất liền để Lam Kỳ bị thiệt lớn, thứ hai cũng làm cho Lam Kỳ luống cuống tay chân. Bây giờ còn có chiêu thứ ba, nghĩ đến uy lực sẽ càng mạnh. Lam Kỳ bên này cũng là trong lòng còi báo động đại tác. Đối mặt từ trên trời giáng xuống đại hỏa cầu, hắn đắn đo khó định cảm nhận được trong đó cường đại uy lực. Hắn chỉ có thể xa xa một xuất thủ đem nó đánh tan. Ầm ầm một tiếng, đại hỏa cầu bạo tạc. Lam Kỳ khẽ giật mình, nhìn xem thanh thế to lớn, xác thực miệng cọp gan thỏ, không có điểm uy hiếp. Chỉ là sinh ra đầy trời bụi mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ ở bên trong. Chẳng những đưa tay không thấy được năm ngón, liền liền bọn hắn tiên thức cũng nhận quấy nhiễu, không nhìn thấy chung quanh tình huống. Nghe được Tiêu Y tiếng la, Lam Kỳ độ cao đề phòng. Hô! Chung quanh thổi lên cùng hô, hô hô đem hắn vây quanh. Lam Kỳ đợi một lát, rất nhanh kịp phản ứng, cười lạnh không thôi. Muốn đánh lén hắn, Lam Kỳ hết sức chăm chú làm tốt chuẩn bị, đồng thời chung quanh cũng sinh ra bình chướng vô hình. Hô hô tiếng gió thổi mạnh, đây là đại bạch thủ đoạn, ở chung quanh nhấc lên vô tận cuồng phong, đem cái này phương đông thiên địa bao phủ đi vào. Cuồng phong gào thét phát ra thanh âm hoàn toàn chính xác có thể sinh ra quấy nhiễu. Nhưng là loại này trò vặt theo Lam Kỳ cực kỳ ngây thơ. Hắn là ai? Hắn là tiên quân. Nếu là điểm ấy trò vặt đều có thể có hiệu quả, hắn còn hỗn cọng lông. Bất quá tiếng gió gào thét hoàn toàn chính xác cho hắn một chút quấy nhiễu, chí ít hắn nghe không được chung quanh thanh âm khác. Phốc, bỗng nhiên vang lên một tiếng thanh âm rất nhỏ, Lam Kỳ trong lòng nhảy một cái. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao, ngọn lửa màu đen từ trong khói dày đặc xuất hiện. Phốc, bình chướng vô hình tại ngọn lửa màu đen bên trong chia năm xẻ bảy. Lam Kỳ biến sắc, thân ảnh vội vàng lấp lóe. Ngọn lửa màu đen thần bí lại uy lực cường đại, Lam Kỳ không dám dính vào. Đốt không chết hắn, cũng có thể để hắn nguyên khí đại thương. Bất quá hắn bảo trì cảnh giác, mà lại tránh né kịp thời, tiểu hắc thủ đoạn cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Lam Kỳ hắn cười lạnh không nói, ha ha, ngu xuẩn, coi là điểm ấy thủ đoạn có thể làm gì được ta. Nằm mơ đi. Vừa mới nói xong, quang mang lấp lóe, Tiêu Y đang lặng lẽ ở giữa lại phát khởi công kích. Ăn ta một kiếm. Tiêu Y như là thích khách đồng dạng giết ra. Ngàn vạn tinh quang lần nữa oanh minh mà xuống, tinh quang bạo liệt, phát ra to lớn tiếng oanh minh,
Mỗi một đạo tinh quang ẩn chứa lực lượng đều để người là cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lam Kỳ tê cả da đầu, mấy tên khốn kiếp này chiêu thức đều mạnh như vậy, tùy tiện phát ra một chiêu đều là đại chiêu. Cái này mẹ nó quá không hợp thói thường, nhà ai đem đại chiêu làm phổ thông chiêu thức. Lam Kỳ cắn răng, muốn đối phó ta, không thể dễ dàng như thế. Sớm có chỗ chuẩn bị, Lam Kỳ trước tiên làm ra ứng đối. Lần này hắn không có né tránh, mà là lựa chọn chính diện chống lại. Hắn biết rõ một chiêu này rất mạnh, nhưng Tiêu Y thực lực vẫn là kém một chút, cho nên, hắn không có ý định né tránh. Nói đùa, đường đường tiên quân, đối mặt thiên tiên công kích, không dám ngăn cản, sợ không phải bị người cười chết, ta muốn để những người khác biết rõ, ta mới vừa rồi là chủ quan mới có thể ăn thiệt thòi. Hiện tại ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội. Lam Kỳ cắn răng, hét lớn một tiếng, thể nội khí tức bộc phát. Đây là hắn chứng minh bản thân tốt cơ hội. Trên người khí tức hội tụ về sau, đột nhiên bộc phát, cả người như là điện quang lấp lóe. Sau đó, điện quang phóng lên tận trời, như là lôi thần, bộc phát ra nghìn vạn đạo thiểm điện, lao ngược lên trên. Người phía dưới thấy thế, không ít người phấn chấn. Không hổ là tiên quân. Đúng vậy à, giống như lôi thần, một chiêu này là tiên quân sát chiêu một trong, uy lực kinh khủng tuyệt luân. Xem ra nhà đầu kia phải ăn thiệt thòi. Nhưng mà, cho dù Lam Kỳ một chiêu này nhìn xem rất lợi hại, nhưng mà từ trên trời giáng xuống lực lượng càng mạnh. Ầm ầm, cùng tinh quang va chạm, thiểm điện sụp đổ, tiêu tán, hóa thành giữa thiên địa hồ quang điện. Lam Kỳ con ngươi co vào, nghĩ đến trốn tránh, nhưng mà đã muộn. A, Lam Kỳ lại lần nữa kêu thảm bị tinh quang bao phủ. Mỗi một đạo tinh quang như là một phát đạn pháo, oanh minh mà tới, sau đó hung hăng nổ tung. Thấy cảnh này đám người hai mặt nhìn nhau có vẻ như tiên quân cũng ngăn cản không nổi một chiêu này uy lực. Bạch Nột sắc mặt nhịn không được khó nhìn lên. Có vẻ như Lam Kỳ cái này tiên quân cũng không phải rất lợi hại a. Đánh tới hiện tại, Lam Kỳ trên một điểm gió đều không chiếm được, ngược lại đã bị thiệt thòi không ít. Nói thế lực ngang nhau đều là sĩ cử Lam Kỳ. Quản Vọng cũng là tê cả da đầu, sát chư kiếm quyết đến cùng lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là chuyên môn là khắc chế tiên nhân mà sáng tạo, là xuất từ đại lão thủ bút? Lợi hại là lợi hại, nhưng là, danh tự này. Quản Vọng lần nữa đến hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi thành thật nói cho ta, chiêu này kêu là tên là gì? Sát chư kiếm quyết a, ngươi không phải đã biết không? Người bên cạnh thật sâu im lặng, danh tự này, nghe liền im lặng. Đến cùng là ai lấy cái tên này, chân chính lấy tên cạn bã? Quản Vọng im lặng đồng thời, cũng muốn đến càng nhiều. Chẳng lẽ đại lão coi tiên nhân là heo đến đối đãi, cho nên sáng tạo ra kiếm quyết cũng liền lấy tên sát chư kiếm quyết? Uy lực cường đại, đối phó tiên nhân tựa như mổ heo đồng dạng đơn giản. A, Lam Kỳ thanh âm tức giận truyền đến, ta muốn giết ngươi. Lam Kỳ dáng vẻ mười phần thê thảm, quần áo rách dưới, thân thể tràn đầy vết thương, tiên huyết bão táp, làm sao cũng ngăn không được. Hắn khí tức đã suy yếu hơn phân nửa, nhận lấy trọng thương. Một màn này đã xem không ít người có loại cảm giác quen thuộc. Kế Ngôn hai ba kiếm chém vào hai vị thần vương kêu rên liên tục. Lữ Thiếu Khanh hai ba kiếm diệt ba vị thần vương. Tiêu Y ra hai kiếm, Lam Kỳ bị chém vào ngao ngao kêu to, thê thảm đến cực điểm, tam sư huynh muội đều mạnh đến không hợp thói thường. Muốn giết ta? Tiêu Y bên này đắc thế không tha người, tiếp tục cùng Đại Bạch, Tiểu Hắc xuất thủ. Ăn ta một chiêu này. Cuồng phong gào thét, ngọn lửa màu đen ngập trời bên trong, một cái hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống. Lam Kỳ giận không kềm được, lại là một chiêu này. Còn muốn lặp lại chiêu cũ. Nằm mơ. Quát lên một tiếng lớn, chờ đến đại hỏa cầu đến trước mặt thời điểm, mới xuất thủ. Nhưng mà, oanh, một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, thao thiên hỏa diễm đem Lam Kỳ thôn phệ. Chương 2913, đầu hàng thua một nửa. Oanh một tiếng, lực lượng đáng sợ tiết ra, kinh khủng hỏa diễm phô thiên cái địa. Lam Kỳ bị thôn phệ, một màn này làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Không ít người nhẫn không được nhà rãnh, thật hèn hạ. Có thể không hèn hạ sao? Vừa rồi đại hỏa cầu rơi xuống, Lam Kỳ như lâm đại địch, cẩn thận nghiêm túc, kết quả lại là sấm to mưa nhỏ, chỉ là để Lam Kỳ nghe cái vang, Lam Kỳ đề phòng cái tịch mịch, xem chừng cái tịch mịch. Hiện đây này, vốn cho rằng sẽ cùng trước đó, đều là dùng để che lấp ánh mắt, sau đó nghĩ đến đánh lén. Kết quả, bên trong lực lượng thật, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ cùng hỏa diễm, uy lực to lớn đem Lam Kỳ thôn phệ. Đừng nói nữa, Lam Kỳ nghĩ không ra, chính là phía dưới những người khác cũng không nghĩ ra. Ai sẽ hèn hạ như vậy, không ít người ở trong lòng đồng tình lên Lam Kỳ, không phải Lam Kỳ cái này tiên quân không được, mà là đối thủ quá mức giảo hoạt. Cùng dạng này người chiến đấu, cho dù là thắng, cũng sẽ có bóng ma tâm lý, dễ dàng đến chiến hậu thương tích. Quản Vọng đau lòng nhức óc, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mắng, mẹ nó, ngươi dạy hư người. Lữ Thiếu Khanh là híp mắt cười rất vui vẻ,
hỏi lại Quản Vọng, cái gì gọi là xấu? Đây không phải là rất tốt sao? Binh bất yếm trá, đây là đánh nhau, không phải nhà tròi. Quản Vọng nghe trầm mặc, đây là sự thật, không có cách nào phản bác. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được mắng câu, hỗn đản, tốt bao nhiêu nha đầu a, ngữ khí thật xấu tiếc hận, đi theo Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y nha đầu xem như phế đi. Cái tốt không học, xấu toàn học. Bất quá, hỗn đản đồng hương trên người có tốt ưu điểm sao? Lam Kỳ cũng không nghĩ tới Tiêu Y vậy mà hèn hạ như vậy, bất ngờ không đề phòng bị thôn phệ đi vào. Sau đó Đại Bạch cùng Tiểu Hắc thừa cơ đuổi theo, gào thét cùng phong, ngập trời ngọn lửa màu đen, cùng một chỗ bao phủ Lam Kỳ. Lam Kỳ rắn rắn chắc chắc ăn một thiệt thòi lớn, hắn đã hoài nghi nhân sinh. Sống lâu như vậy, cũng đã gặp qua vô số địch nhân, nhưng giống Tiêu Y hèn hạ như vậy vô sỉ đối thủ, hắn còn là lần đầu tiên. A, Lam Kỳ lại phí hết không ít công phu từ ba người trong công kích tránh thoát. Đáng chết, xú nha đầu, đi chết đi. Phẫn nộ Lam Kỳ cũng không còn lưu thủ, đối Tiêu Y các nàng giận dữ xuất thủ. Khắp thiên lôi ánh sáng rơi xuống, Tiêu Y ba nhân khẩu phun tiên huyết bay rớt ra ngoài. Tiêu Y công kích của các nàng lực rất mạnh, nhưng lực phòng ngự vẫn là kém một chút. Đối mặt tiên quân lửa giận, cho dù là ba người liên thủ cũng khó có thể ngăn cản. Ăn một ngủ đông khôn ngoan nhìn xa trông rộng, Lam Kỳ ăn nhiều như vậy ngủ đông, lại không tỉnh táo lại, hắn cũng liền toi công lăn lộn. Lam Kỳ biết rõ mới vừa rồi là không có đem Tiêu Y các nàng để ở trong lòng, có chút khinh địch chủ quan, từ đó để Tiêu Y các nàng chiếm hắn một chút lợi lộc. Hiện tại hắn không có ý định cho Tiêu Y các nàng cơ hội, đã công kích, như vậy tiếp tục gấp xuất thủ đem Tiêu Y ba cái đánh chết lại nói. Lam Kỳ một khi phát lực, thế lực cường đại để Tiêu Y ba người áp lực đại tăng, ba người vẫn nghĩ phản kích, nhưng là chênh lệch của song phương quá lớn, căn bản khó mà làm ra hữu hiệu phản kích. Nhìn ngủ đông Tiêu Y ba người bị đánh liên tục bại lui, liên tục thổ huyết. Người phía dưới nhìn thấy về sau, không ít người lắc đầu có kết luận, kết thúc. Theo nói Lam Kỳ đã bị thiệt thòi không ít, nhưng là tiên quân thực lực bày ở chỗ ấy, không có người tin tưởng Tiêu Y có thể thắng. Lữ Thiếu Khanh đến hỏi Quản Vọng, đầu hàng có thể thua một nửa sao? Quản Vọng tức giận nói, chính ngươi đến hỏi hắn. Sớm làm gì đi, muốn nhận thua, vừa rồi liền không nên đánh. Ngươi mẹ nó phàm là khiêm tốn một chút cũng không đánh được. Bạch Nột bình tĩnh nhìn qua Lữ Đốt Tiền, ngươi muốn nhận thua. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tiếp tục như vậy, ta cảm thấy có thể. Tiếp tục đánh xuống chờ sau đó hắn thua, mặt mũi liền khó coi. Ta đi, Bạch Nột biểu tình bình tĩnh biến hóa, rốt cuộc duy trì không được, Lam Kỳ thất bại. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi không thấy được thế cục bây giờ sao? Ngươi không phải nghĩ nhận thua sao? Nhận thua không có nghĩa là sư muội ta thất bại nha. Lữ Thiếu Khanh nói, ta đây là đang vì Lam Kỳ mặt mũi cân nhắc. Ai, một mảnh dụng tâm lương khổ, hy vọng hắn không muốn không biết tốt xấu. Thành chủ tỷ tỷ, người nói ta nói đúng sao? Bá nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cô nắm đấm, thật muốn đánh ngươi một trầu. Bạch Nột nhịn không được cười lạnh một cái, ngươi cảm thấy hắn sẽ tiếp nhận. Lam Kỳ hiện tại chiếm cứ lấy thượng phong, chắc thắng cục diện, chiếm cứ chủ động. Nghĩ nhận thua cũng phải nhìn xem Lam Kỳ có hay không nhận. Tiếp nhận a, nhất định phải tiếp nhận a. Lữ Thiếu Khanh nói. Đây là vì mặt mũi của hắn, vì hắn suy nghĩ, ta dễ dàng sao? Nhận thua mất mặt là ta là tại bảo vệ cho hắn mặt mũi, hắn còn muốn thế nào? Quản Vọng hồ nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi mà hảo tâm như vậy. Lữ Thiếu Khanh kêu oan, em gái ngươi a, còn nói đồng hương, ngươi đối ta chính là dạng này cái nhìn. Ta không được giữ gìn các ngươi quang minh thành mặt mũi. Quản Vọng vậy mới không tin một bộ này, chính mình đồng hương cái gì nước tiểu tính, hắn đã hiểu rất rõ. Quản Vọng một câu chắc chắn, ngươi khẳng định có mục đích khác. Bá liền nói, ngươi muốn nhận thua, chính ngươi đi cùng hắn nói. Đừng a, thành chủ tỷ tỷ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng cười, ta đây không phải là không có uy tín của ngươi sao? Ta đi nói không tính, ngược lại còn dễ dàng bị hắn tưởng lầm là chế giễu. Còn phải là tỷ tỷ ngươi xuất mã. Đám người âm thầm gật đầu, lời nói này đến cũng có đạo lý. Lam Kỳ đối Lữ Thiếu Khanh kia là hận thấu xương. Lữ Thiếu Khanh lại nói muốn đầu hàng, sẽ chỉ làm Lam Kỳ càng thêm phẫn nộ, để giữa song phương mâu thuẫn tiến một bước tăng lớn. Dù sao Lữ Thiếu Khanh chỉ nói là, cũng có thể làm cho trong lòng người nộ khí ứa ra. Bá nhìn thoáng qua phía trên, Lam Kỳ đã đè ép Tiêu Y đang đánh. Hỗn đản tiểu tử nói là chiếu cố Lam Kỳ danh tự, trên thực tế là lo lắng cho mình sư muội a, cũng là có mấy phần lương tâm. Bá nghĩ nghĩ đạo, như thế, vậy được rồi, ta đi để hắn dừng tay. Thành chủ tỷ tỷ. Ta còn có một việc, Lữ Thiếu Khanh có mấy phần ngượng ngùng cười, xoa xoa tay, ngươi hỏi một chút hắn, nhận thua, hắn đến cho tiên thạch ta, 1.000 tỷ, một cái nhảy tử cũng không thể ít. Chương 2914, đồng liêu đừng ở đằng sau đâm đao. Đầu hàng còn muốn cho ngươi tiên thạch, thắng, còn phải bồi thường, cùng thua khác nhau ở chỗ nào?
Đám người im lặng, đây coi là cái gì đầu hàng. Bá lắc lắc nắm đấm, đánh Lữ Thiếu Khanh xúc động càng thêm mãnh liệt. Đây là người bình thường có thể nói đến ra. Ngươi nhận thua, còn muốn hắn cho ngươi tiên thạch, đến cùng là ai nhận thua? Bá giận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi đang nói đùa. Bá chỉ hận mình bây giờ thụ thương, không phải nàng nhất định phải thu thập Lữ Thiếu Khanh không thể. Lời thật lòng, Lữ Thiếu Khanh thành tâm nói, ta người này thành thật nhất. Quản Vọng cũng giận, lời thật lòng. Ngươi có ý tốt nói cái này gọi lời thật lòng. Chính ngươi đều nói đầu hàng thua một nửa, coi như cho tiên thạch cũng là ngươi cho. Đúng vậy a, đầu hàng thua một nửa. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc giải thích, đánh xuống, hắn thua, mất mặt còn muốn cho ta tiên thạch. Ta bên này nhận thua, hắn chỉ cần cho tiên thạch, nhưng có thể bảo trụ mặt mũi, đây không phải là một nửa là cái gì? Nương, Quản Vọng minh bạch cái này một nửa là có ý tứ gì? Hắn lập tức không muốn nói chuyện, cùng hỗn đản Đồng Hương nói chuyện, rất dễ dàng cao huyết áp. Bạch Nột nhịn không được nói, ý của ngươi là hắn thua định. Ngươi đầu hàng, vẫn là cho hắn mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Đúng a, ta người này thiện lương nhất, không thể gặp người khác mất mặt khó xử. Ngươi vẫn là người tốt. Bạch Nột tính cách bình thản. Nhưng giờ phút này, nàng đều nghĩ trào phúng Lữ Thiếu Khanh một phen. Chân thực, quá không muốn mặt. Lữ Thiếu Khanh nhãn tỉnh sáng lên, đối Bạch Nột giơ ngón tay cái lên. Bạch tỷ tỷ ánh mắt như về, thế mà nhìn ra được ta chân chính bộ dáng. Cho ngươi điểm cái tán. Đồng Hương, ngươi đồng liêu cuối cùng có người bình thường. Ta đi, Quản Vọng chỉ hận thực lực mình không đủ. Không phải hắn nhất định phải đánh chết chính mình Đồng Hương. Bạch Nột nhìn lên trên trời, có xúc động là Lam Kỳ cố lên. Bá hừ lạnh một tiếng, để ngươi sư muội ăn thêm chút nữa đau khổ đi. Để ngươi ghi nhớ thật lâu. Ai ai, tiếp tục như vậy thua là hắn, các ngươi đồng liêu chi tình đâu. Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu, các ngươi coi như nhìn hắn không thuận mắt, cũng không về phần dạng này đâm hắn đau a. Nhanh. Bá cười lạnh một tiếng, đối Lữ Thiếu Khanh huy vũ một cái nắm đấm, thật sao? Ta cũng muốn xem hắn là thế nào thua. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối Bạch Nột nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi cũng muốn nhìn xem. Ta muốn thấy nhìn sư muội của ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu. Bạch Nột nhẹ giọng nói, trong mắt lại là mang theo nhẹ nhẹ coi nhẹ. Hừ, để ngươi cuồng vọng, nhất định phải để ngươi ghi nhớ thật lâu. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, nỗi khổ tâm của ta a, có ai hiểu. Đồng Hương, ngươi tranh thủ thời gian. Quản Vọng coi nhẹ mà cười cười, ha ha. Sau đó nhắc nhở hắn, ngươi thua. Sư huynh của ngươi nói qua ngươi còn muốn cho Lam Kỳ tiên thạch. Cái rắm. Lữ Thiếu Khanh lập tức nổi giận, nếu bị thua, ta đem ta sư huynh bán trả nợ. Bạch Nột ngẩng đầu lên nhìn lên trên trời bị đánh, đến không ngừng thổ huyết tiêu y bọn người. Nàng nghĩ không minh bạch Lữ Thiếu Khanh lực lượng từ đâu tới đây. Đều như vậy còn dám nói tiêu y sẽ không thua, Lam Kỳ không ngừng phát lực, tiêu y các nàng đến đã không có biện pháp giống trước đó như thế đối Lam Kỳ, khởi xướng tiến công. Đối mặt Lam Kỳ tiến công, các nàng chỉ là ngăn cản điều rất phí sức. Liên tục thổ huyết, thế yếu một chút xíu mở rộng. Mặc dù là bị đánh đến thổ huyết, liên tục bại lui, nhưng tiêu y miệng còn không có yên tĩnh. Một bên đánh lấy, một bên hỏi thăm Lam Kỳ. Nhất bổng đóng mở, để Lam Kỳ nộ khí xông thẳng trán, gầm thét liên tục. Bạch Nột sau khi xem, trong lòng âm thầm nghĩ. Coi như tiêu y nghĩ nhận thua, chỉ sợ Lam Kỳ cũng sẽ không đồng ý. Chiến đấu như vậy nhất định phải đem tiêu y nằm mới có thể đình chỉ. Lại nhìn một hồi, Bạch Nột trong lòng càng thêm kỳ quái, đều như vậy, còn có phần thắng sao? Hẳn là, tiêu y còn có thủ đoạn gì nữa đâu. Nhưng vào lúc này, tiêu y phun một ngụm máu, hét lớn, đừng quá càn rỡ, xem ta lớn vẫn thạch triệu hoán thuật. Ầm ầm, hỏa cầu thật lớn lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Bạch Nột thấy thế lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như là dáng vẻ như vậy thủ đoạn, không có hy vọng. Hết biện pháp, Lam Kỳ là tiên quân, dạng này chiêu thức hắn đã từng gặp qua. Mới vừa rồi là bởi vì chủ quan, hiện tại làm sao có thể sẽ còn mắc lừa. Làm tiên quân là cái gì? Lam Kỳ thấy thế, cười lạnh, ngu xuẩn. Biết rõ tiêu y thủ đoạn về sau, Lam Kỳ lạnh lùng một chỉ. Vô luận đại hỏa cầu là dọa người, vẫn là có uy lực cường đại. Lam Kỳ còn không sợ, hắn đã làm tốt thủ đoạn ứng đối. Hỏa cầu thật lớn lên tiếng mà bạo. Sương mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời, tiêu y các nàng ba người liền trong nháy mắt giết đi vào. Ai, phiền toái. Nói không chừng sẽ bị Lam Kỳ lợi dụng. Quản Vọng nhíu mày đối Lữ Thiếu Khanh nói, chẳng lẽ các nàng không biết rõ chiêu thức giống nhau, một khi mất đã mất đi kỳ hiệu, hiệu quả đánh lớn chết khấu sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không chừng có hiệu quả đâu. Quản Vọng tức giận, có cái rắm kỳ hiệu. Những người khác cũng là lắc đầu, thủ đoạn như vậy liền muốn đối phó tiên quân, cũng không tránh khỏi quá coi thường tiên quân. Bạch Nột hừ một tiếng, chớ xem thường tiên quân. Bạch Nột thật sâu hy vọng Lam Kỳ thắng được tới. Nàng cùng Lam Kỳ đều là tiên quân, thực lực không kém bao nhiêu.
có thể nói Lam Kỳ hiện tại không đơn thuần là đại biểu cho chính hắn, cũng đại biểu cho nàng Bạch Nột những này cùng cảnh giới tiên quân, là toàn thôn hy vọng. Không có qua một lát, trong sương khói truyền ra Lam Kỳ đắc ý thanh âm. Hừ, ngu xuẩn ra hỏa, đánh lén. Ngây thơ, theo hắn rơi xuống, Tiêu Y ba người thân ảnh từ phía trên mà rơi xuống, ba người miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng là ba người khí tức đã cực kỳ suy yếu, trạng thái hỏng bét, thân thể cũng đã lung la lung lay, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Ha ha, sâu kiến. Lam Kỳ thân ảnh chậm rãi hiển hiện, hắn ngạo nghễ mà đứng, sắc mặt tràn ngập tự ngạo cùng đắc ý. Hắn không có vội vã xuất thủ, hắn phải thật tốt thu thập Tiêu Y, muốn hung hăng vì chính mình ra một hơi. Tiêu Y nhìn xem hắn, cắn răng, lần nữa gầm thét, lại ăn ta một chiêu. Vẫn Thạch Đại Triệu Hoán Thuật, chương 2915, còn có một người chật chật. Phía dưới càng nhiều người phát ra cười nhạo âm thanh, chiêu thức giống nhau dùng tới lần thứ ba, có làm được cái gì? Ha ha! Hết biện pháp, không có bất kỳ biện pháp, có thể nói là vùng vẫy dãy chết. Ta đã nói rồi, thiên tiên làm sao có thể đánh thắng được tiên quân? Đúng vậy a, thiên tiên cảnh giới, bất quá là một cái ngụy cảnh giới, ngụy tiên quân. Đám người nhao nhao lắc đầu, có tiếc hận, cũng có cười lạnh, đều cho rằng Tiêu Y lần này nhất định phải thua. Tiêu Y công kích cùng hắn nói là phản kích, chẳng bằng nói là sắp chết dãy giụa, không cam lòng biểu hiện. Quản Vọng nhịn không được đối Lữ Thiếu Khanh nói, hiện tại muốn nhận thua liền tranh thủ thời gian, đừng đến thời điểm làm ra phiền toái lớn tới. Quản Vọng sợ Lam Kỳ đến thời điểm nhịn không được, đem Tiêu Y đánh chết hoặc là thế nào, vậy coi như phiền toái. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, có thể nha, nhưng ngươi dù sao cũng phải để hắn đem tiên thạch cho ta đi. Ta cũng không thể nhận thua, không có cái gì à. Ta dựa vào, lời này trong lúc nhất thời để cho người ta không biết rõ như thế nào tiếp. Ngươi nhận thua, còn muốn cho ngươi tinh thần bồi thường. Người ta không hỏi ngươi cái này chiến bại người phải bồi thường đều coi là tốt, ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này gọi, Bạch Nột nhịn không được nói. Xem ra ngươi là một điểm thành ý. Ta rất có thành ý a, Lữ Thiếu Khanh kêu. Ngươi nghĩ bảo vệ hắn mặt mũi, liền tranh thủ thời gian, không phải không có thời gian. Bạch Nột trong lòng nhà rãnh liên tục, nói, thế nào? Ngươi cảm thấy sư muội của ngươi còn có thể thắng. Trong lòng lắc đầu thở dài, bày ra như thế một sư huynh, Tiêu Y cũng coi là không may. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua một mực nhắm mắt lại không nói lời nào Kế Ngôn. Kế Ngôn tiểu hữu thụ thương thật nghiêm trọng. Không có cách nào nói chuyện, đối với chuyện trước mắt cũng là hữu tâm vô lực a. Nhưng vào lúc này, Bạch Nột chợt phát hiện Kế Ngôn mở to mắt nhìn hướng trời cao. Bạch Nột giật mình, phải kết thúc rồi. Bạch Nột cũng ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Y lại tại côi trường kiếm, hô to một tiếng, sát chư kiếm quyết. Lại tới, coi người ta là ngốc sao, bất quá nhìn xem Tiêu Y cực kỳ yếu đuối kiếm quang, còn có kia từ trên trời giáng xuống đại hỏa cầu, cũng là rút nhỏ một vòng lớn. Bạch Nột nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là không cam lòng dãy dụa thôi. Ngu xuẩn. Lam Kỳ thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Hắn nhẹ nhàng đâm một cái, hỏa cầu nổ tung, lại một lần bụi mù cuồn cuộn. Tại trong sương khói, vô tận lôi đình xông lên trời. Lam Kỳ vẫn là phải chính diện chặn đánh bại Tiêu Y một chiêu này. Ầm ầm, vô số lôi quang nhấp nháy nổ tung, đạo đạo tinh quang cùng lôi quang cùng một chỗ biến mất. Ha ha. Lam Kỳ cười càng thêm lớn âm thanh, chỉ còn chút năng lực ấy. Ghê tởm, ta liều mạng với ngươi. Tiêu Y xông dẫn theo trường kiếm xông đi lên, nhìn xem tựa như tức hổn hển. Lam Kỳ cười khẩy, lấy đối nàng chính là một chỉ. Một đạo lôi quang hung hăng rơi vào trên người Tiêu Y. A, Tiêu Y thổ huyết bay ngược. Sâu kiến. Lam Kỳ trong nội tâm cười lạnh, ánh mắt càng phát ngạo nghễ. Vừa rồi để ngươi chiếm một điểm tiện nghi, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi. Hắn trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Y, lại phát hiện Tiêu Y cũng nhìn xem hắn. Mà lại Tiêu Y biểu lộ cổ quái, tựa như là đắc ý biểu lộ, ánh mắt cũng là như thế. Lam Kỳ sửng sốt, đắc ý, sau đó hoài nghi mình chiến đấu quá mệt mỏi hoa mắt. Cái này thời điểm Tiêu Y làm sao có thể liền sẽ đắc ý đâu, đầu óc bị đánh hỏng cũng sẽ không như vậy. Hắn nháy mắt mấy cái, chuẩn bị nhìn cẩn thận thời điểm, Tiêu Y liền biến mất tại trong sương khói. Hừ, muốn chạy trốn, ta muốn để ngươi hối hận chọc tới ta. Lam Kỳ dự định đuổi theo, ác độc mà trừng trị Tiêu Y thời điểm. Đột nhiên một cỗ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, mang theo chí mạng khí tức cảm giác thậm chí để thân thể của hắn run rẩy. Sau lưng chuyển đến chí mạng sát cơ, Lam Kỳ đã không có cách nào trốn tránh. Hắn chỉ có thể trước tiên bộc phát lực lượng của mình, lực lượng vô hình tức thời hóa thành bình chướng. Cảm nhận được chung quanh bình chướng, trong lòng của hắn an tâm một chút, ta là tiên quân, cho dù là bỗng nhiên ở giữa phòng hộ, cũng không phải các ngươi loại này lâu la có thể đánh tan. Sau một khắc, bộp một tiếng, tựa như là cái hũ vỡ vụn thanh âm. Lam Kỳ bên người vô hình bình chướng ầm vang vỡ vụn,
nhanh đến liền Lam Kỳ trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Lực lượng cường đại nghịch xông về đến, Lam Kỳ miệng phun tiên huyết. Đến cùng là cái gì? Lam Kỳ trong lòng kinh hãi, hắn muốn quay đầu nhìn xem đến cùng là cái gì đồ vật. Nhưng mà đã tới đã không kịp. Khóe mắt của hắn dư quang chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Ba, đau đớn kịch liệt truyền đến, đầu của hắn như là dưa hấu đồng dạng bị nện nát nửa bên. A, xâm nhập linh hồn đau đớn để hắn phát ra thê lương tiếng la. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình phải chết. Sức mạnh đáng sợ giống đến từ một cái thế giới khác, để hắn không cách nào ngăn cản. Càng đáng sợ chính là, linh hồn của hắn cũng tại một kích này bên trong bị trọng thương. Hắn giờ phút này đã mất đi sức chiến đấu. Thậm chí hồ, chỗ hắn tại nửa hôn mê trạng thái, đã không cách nào khống chế chính mình. Lam Kỳ đột nhiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu, để phía dưới đám người ăn nhiều giật mình. Phát sinh cái gì, không phải chiếm cứ thượng phong, nắm vững thắng lợi, làm sao đột nhiên cứ như vậy quát lên. Mọi người thấy Tiêu Y từ trong sương khói xuất hiện, thân thể thụ thương, đã không cách nào động đậy. Tiểu Hắc, Đại Bạch hai người miễn cưỡng mới đưa nàng tiếp được. Chẳng lẽ Tiêu Y cùng Lam Kỳ liều đến lưỡng bại câu thương? Trong lòng mọi người vô cùng hiếu kỳ. Nhưng là cuồn cuộn khói đặc, để bọn hắn không cách nào thấy rõ ràng bên trong phát sinh sự tình. Đám người chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy sương mù tán đi. Sương mù rất nhanh tán đi, Lam Kỳ thân ảnh xuất hiện, mọi người thấy sau nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đầu bị nện rơi mất nửa bên, cả người đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, thân thể từ trên trời rơi xuống. Tiêu Y mạnh như vậy, đám người khiếp sợ không thôi. Dùng cái gì sát chiêu? Đám người ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Y xong khi sương mù triệt để tán đi, có người kinh hô. Còn có một người. Đám người kỳ kỳ nhìn lại. Một cái tiểu thanh niên, một thân áo trắng, cầm trong tay một cục gạch, sừng sững tại giữa thiên địa.